qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm trước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Sẽ tốt hơn lang thang mình xuống phố vây quanh đàn trẻ nhỏ, quần áo mới tung tăng nô nức vui đùa, cụ già bên đàn con cùng đàn cháu thơ quê quần. Em nhìn khắp xung quanh thấy hơi ấm ngập tràn, và năm mới đã đến, kính chúc cho cô bác an lành, chúc ông bà luôn mạnh khỏe sống lâu, chúc cha mẹ bình an hạnh phúc trăm năm, chúc anh chị năm mới nhiều phước lành. Cầu mong những ước muốn sẽ đến trong năm mới này, sẽ luôn gặp trên đường đời phúc mây, chúc nhau mùa xuân sang cuộc sống an khang, năm mới như ý vạn sự phát tài. Có thể nói lễ mừng thọ cho các cụ người cao tuổi không biết có từ bao giờ và bắt đầu từ đâu. Nhất là vào những ngày đầu xuân mới, trên khắp các làng quê Việt Nam đều có tục lệ mừng thọ. Phải chăng tục lệ này bắt nguồn từ truyền thống đạo lý yêu già, già để tuổi cho? Từ ngày đất nước đổi mới, cuộc sống vật chất khấm khá hơn, thì việc tổ chức mừng thọ cho các cụ người cao tuổi càng được xã hội, gia đình chăm lo chu đáo, mang đậm chất nhân văn, giàu tình người hơn. Việc tổ chức mừng thọ thường diễn ra vào những ngày đầu xuân mới, mọi người mọi nhà được quây quần sum họp. Tùy theo phong tục từng nơi, nhưng về đại thể, lễ mừng thọ thường do con cháu tổ chức riêng, rồi mới cho con cháu rước ra nơi tập trung của làng, của xã. Nhưng cũng có nơi, con cháu chỉ đến chúc tụng, nói những lời tốt đẹp, biết ơn, mong bậc cha mẹ, ông bà hưởng thọ. Dẫu tổ chức long trọng hay đơn sơ giản tiện, lễ mừng thọ hàng năm vẫn là nét đẹp văn hóa của một dân tộc, trọng đạo, trọn vẹn, nghĩa tình. Người Việt Nam ta vốn rất trọng các bậc cao niên, lời chúc đầu năm bao giờ cũng đề cập đến ước nguyện sức khỏe, sau mới đến tiền tài, danh vọng. Sức khỏe là điều kiện của tuổi thọ là điều quý giá nhất của một đời người. Biết ơn công cha mẹ và những người thân trước hết là việc thể hiện, việc cầu mong ở các bậc ấy hưởng thọ sống lâu với mình và xã hội. Điều ấy làm cho người cao tuổi mãn nguyện và người trẻ cũng yêu đời hơn. Còn nhớ xưa kia, việc của làng xã chiếu trên của đình bao giờ cũng dành riêng cho sắc và người cao tuổi. Lời nói của tiên chỉ già làng nhiều khi còn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn cả hàng chức sắc. Do vậy, sống thọ cũng là ước mong chính đáng của con cháu họ hàng đối với người thân của mình. Ngoài ra, người ta quan niệm sống thọ không chỉ là sức khỏe của một con người, mà còn do phúc ân của tiên tổ để lại. Một người thọ bách tuế là biểu hiện của nhiều thế hệ sống đạo đức và nhân văn. Thật hạnh phúc biết bao khi sang một mùa xuân mới, con cháu bạn bè chúc mình sống lâu muôn tuổi. Con người sẽ được tiếp thêm niềm vui và sinh lực khi biết sự tồn tại của chính mình có ích và là ước mong của nhiều người. Người xưa nói thọ là một trong ngũ phúc gồm khang ninh, phúc, lộc, thọ mà con người hằng mong muốn. Vì vậy, việc tổ chức mừng thọ không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng hiếu đễ với ông bà cha mẹ,
mà còn nhân lên nét đẹp văn hóa kính già trọng lão trong cộng đồng dân cư. Chúng ta trân trọng và giữ gìn ngọn lửa nhân văn ấy cho muôn đời sau. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, anh ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đầu xuân năm mới, cháu xin được thể tập viên cung cụ quý ông quý bà với một lời chào, lời chúc và nhân dịp đầu xuân năm mới, chúc toàn thể quý vị an khang thịnh vượng và kính thưa toàn thể quý vị mỗi một dịp đầu xuân năm mới với đạo nghĩa người Việt Nam chúng ta uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đạo lý, đạo hiếu, kính lão đắc thọ, kính già, già để tuổi cho. Mỗi người thêm một tuổi mới là một sự tôn vinh của người dân tộc Việt Nam chúng ta. Và mỗi người một thêm một tuổi mới là được sự hàng xóm chúc mừng và lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Kính già, trong thọ, lòng biết ơn sâu sắc của các con, các cháu với người cao tuổi cùng vừa chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ thường ngày, đó là đạo lý truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Kính thưa toàn thể các cụ, thưa các bà, người xưa có câu yêu trẻ thì trẻ đến nhà, kính già thì già để tuổi cho. Và kính thưa quý vị, trong nhà có người cao tuổi thì sẽ được ví như báu vật của quốc gia. Và ngày hôm nay, hai thành viên gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho cụ Bùi Thị Hà tròn 80 tuổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cụ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, cụ Bùi Thị Hà đã sinh ra trong một gia đình gia giáo. Hồi nhỏ, cụ đã được nâng niu, chăm sóc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Lớn lên, cụ đã đi xây dựng gia đình và cụ sinh được 4 người con, 3 người con trai, 1 người con gái. Cụ đã được tất cả, được 9 người cháu, cháu nội, ngoại và dâu rể. Và ngày hôm nay, các con, các cháu đã tổ chức lễ mừng thọ cho cụ tròn 80 tuổi. Và còn hơn nữa, và cụ có thể là chúc thọ 90 tuổi, 100 tuổi đúng không ạ? Chính vì vậy quý vị chúng ta hãy dành một tràng tay để chúc mừng cụ. Xin được trân trọng kính mời. Và ngay sau bây giờ thì những người làm chương trình xin được trân trọng kính mời ông Chu Văn Chánh hãy trở lại sân khấu và để có món quà cũng như là bằng chúc thọ cụ tuổi 80, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa cụ Bùi Thị Hà, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể gia đình, trong lúc này toàn đảng toàn dân trong cả nước đang thực hiện tiến tới công việc của một năm 2024 tới, rất vinh dự cho tôi phân đội trưởng người cao tuổi xóm chùa
về tại gia đình cụ chung vui buổi lễ mừng thọ cho cụ. Tôi xin kính chúc tất cả các cụ cùng toàn thể hội nghị năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể đại hội, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người cao tuổi là tài sản vô giá của dân tộc, của nhà nước. Đảng, nhà nước rất quan tâm tới người cao tuổi hiện nay. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, công việc giáo dục lễ nghĩa, gia phong cho con cháu mãi mãi noi theo. Trong gia đình có người cao tuổi, đó đại hồng phúc. Kính già già để tuổi cho, câu ca giao ăn sâu vào tâm trí của người Việt chúng ta. Quê hương mỗi người có một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mấy là đạo con. Hôm nay tại gia đình cụ tổ chức mừng thọ cho cụ tuổi 80, rất vinh dự cho tôi đến để chung vui với chúc tuổi thọ của cụ thêm xuân, thêm tuổi, thêm hoài bão, thêm sức, thêm vui nghĩa cuộc đời. Tuổi cao như chí ngút trời, sống vui sống khỏe cho đời thêm xuân. Mừng xuân mừng cụ thiên niên thọ, chúc cụ an khang ngoài trăm xuân. Vâng, xin ý. Xin được trân trọng cảm ơn lời chúc của cụ rất là nhiều. Xin được trân trọng kính mời cụ hãy trở lại bàn an toàn. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời cụ Chu Văn Lý, đại diện nội tộc họ Chu Văn, lên trao quà và chúc thọ cho cụ Bùi Thị Hà trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cụ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin được trân trọng cảm ơn của cụ rất là nhiều. Và xin được chúc cụ cùng gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Và xin trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý, chúng ta hãy trở lại sân khấu và để chúc thọ cho cụ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ công bà, cụ toàn thể các vị khách quý, xin trân trọng kính mời. Thank you.
Và xin được trân trọng kính mời các con, các cháu của cụ hãy trở lại sân khấu và để chúc thọ cho cụ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa mẹ, nhân dịp đầu xuân năm nay mẹ 80 tuổi, chúng con nói là kiên cảm ơn đến mẹ có cháu này rơi. Xin chúc mẹ sang năm mới có một tuổi mới sống lâu sống khỏe và để cho làm chỗ dựa cho các con các cháu. Chúng con xin mừng tuổi mẹ. Và kính thưa thân thể các cụ các ông bà, xin được trân trọng con trai cả của cụ, đó là chú Chu Văn Quỳ, có đôi lời chúc thọ cụ và xin được cảm ơn tất cả các cụ các ông bà đã hiện diện tại tư gia của gia đình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời chú. Kính thưa ông Nguyễn Văn Chánh, đại diện cho phân hội người cao tuổi xóm chùa thôn Lục Nhiêu. Kính thưa các cụ, các ông bà, thông gia của cụ. Kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể cô chú, bác, anh chị, em, con cháu của cụ đang có mặt tại thọ đường của gia đình tham gia buổi lễ mừng thọ cho cụ. Nhân dịp đầu xuân, thay mặt cho gia đình, cháu xin gửi tới các cụ, cùng toàn thể quý khách một lời chúc đầu xuân, năm mới, lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa mẹ, được sự quan tâm của nhà nước, hội người cao tuổi xã Đồng Than, xóm chùa thôn Đông Nhiêu về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Năm nay mẹ tròn 80 tuổi, là nhờ hồng phúc của tổ tiên, ông bà ta có câu nói từ xa xưa, có truyền thống tốt đẹp, uống nước như nguồn, kính lão đắc thọ, hay kính già là để tuổi cho, người già là tài sản của quốc gia, gia đình của người già như một kho sách quý trong nhà. Làm lòng với câu nói ấy, anh em chúng con cùng các cháu chắt của mẹ, nhân dịp đầu xuân mẹ tròn 80 tuổi, chúng con long trọng tổ chức buổi lễ thường thọ cho mẹ tuổi 80. Thay mặt cho bốn anh em, chín đứa cháu bậc nhất của mẹ, con xin nói lời tri ân đến mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo các con nên người đến nay, cho đến ngày hôm nay. Trước sự chứng kiến của các cụ, các ông, các bà nội ngoại, con xin chúc mẹ sống khỏe, sống vui, sống thọ là chỗ dựa cho con cháu. Phúc ví như Đông Hải, họ tỷ sánh Nam Sơn. Cuối cùng, trước khi dừng lại, một lần nữa cháu xin kính chúc các cụ, toàn thể quý khách có chút thời gian vàng ngọc đến dự buổi lễ thượng tọa của mẹ cháu, mẹ tôi. Lời chúc đầu xuân sức khỏe, hạnh phúc và phát tài. Và cũng thay mặt cho gia đình, xin có lời tới toàn thể các cụ, công các bà, quý khách dùng bữa cơm thân mật đầu xuân cùng gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Chúc cụ sống lâu trăm tuổi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các cụ, công các bà, thưa toàn thể các vị khách quý. Và vừa rồi đó là lời chúc thọ của con trai của cụ, và cũng như là lời mời, lời cảm ơn tới toàn thể các vị khách quý chúng ta đã có hiện diện tại tư gia của gia đình trong buổi sáng hôm nay để dự buổi lễ chúc thọ cho cụ Bùi Thị Hà tròn 80 tuổi. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dùng bữa cơm thân mật cũng như là để chúc thọ cho cụ trong buổi sáng hôm nay thật vui vẻ và long trọng. Xin được trân trọng cảm ơn và đề nghị quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đẹp. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để chung vui với gia đình cũng như là chúc thọ cụ tuổi tròn 80, thì xin được trân trọng kính mời cháu rể của cụ, đó là chú Thanh,
hãy trở lại với một ca khúc được mang tên Ơn Mẹ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng trở lại với ca khúc này. Oh,
trắng da mồi thương lắm mẹ ơi. Giờ đây mẹ bước vào tuổi 80, lệ mừng vui trong gia quyến, muộn phiền trong con tang biên, chỉ bên mẹ là xuân thắm tươi. Hai chữ pháp danh ơn tổ ân, gia đình hạnh phúc nghĩa thâm ân, xuân vầy khánh hỷ Nam Sơn đó, ngắm cảnh vui lây đẹp bội phân. Xin chúc cho mẹ vui sống bình yên, phần con bao hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao là thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Tóc trắng da mồi thương lắm mẹ ơi, giờ đây mẹ bước vào tuổi 80, lệ mừng vui trong gia quyến, muộn phiền trong con tang biên, chỉ bên mẹ là xuân thắm tươi. Hai chữ pháp danh ơn tổ ân, gia đình hạnh phúc nghĩa thâm ân, xung vầy khánh hỷ Nam Sơn đó, ngắm cảnh vui lây đẹp bội phân. Xin chúc cho mẹ vui sống bình yên, phần con bao hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao là thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Một con dâng hiến, mừng mẹ bao là thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Một nụ hoa con dâng hiến, mừng mẹ bao là thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Con nên vóc nên hình,
Nhưng khi trái gió nắng mưa trơ trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không. Dù con lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời mẹ vẫn ở bên con. Mẹ hiền ơi, con xin cảm ơn mẹ cho con cuộc đời và biết thương muôn loài. Dù khôn lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời mẹ vẫn ở bên con. Mẹ dù khôn lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời mẹ vẫn ở bên con. Mẹ hiền ơi, con xin cảm ơn mẹ cho con cuộc đời và biết thương muôn loài. Dù khôn lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời mẹ vẫn ở bên con. Mẹ hiền xin cảm ơn mẹ cho con cuộc đời và biết thương muôn người.